Đây là Huawei P60 Pro. Mình đã bỏ tiền ra mua nó về để trải nghiệm. Mình mua máy cũ, đã qua sử dụng, hình thức thì cũng có thể nói là gần như mới, còn full box các thứ luôn, với mức giá là 18 triệu. Và đương nhiên thì mình không khuyên các bạn mua chiếc điện thoại này. Các bạn sẽ chỉ thực sự mua nó nếu như muốn trải nghiệm về một cái camera trên điện thoại cực kỳ đỉnh cao. Và nếu như các bạn muốn tìm kiếm một cái thứ gì đấy nó mới mẻ, khác biệt so sánh với rất nhiều những mẫu điện thoại đang quá là quen thuộc trên thị trường. Nhưng lời khuyên thật lòng, với khoảng 18 triệu thì các bạn nên mua những chiếc điện thoại khác đã bán chính hãng ở thị trường Việt Nam. Ví dụ tầm này các bạn đã có thể mua được con Galaxy S23 Plus. Đương nhiên là nó sẽ thua kém một vài thứ, nhưng nó sẽ có những thứ khác tốt hơn. Hay nếu như thêm một chút tiền nữa, các bạn cũng đã có thể mua được Galaxy S23 Ultra. Thế tại sao mình lại bỏ tiền ra mình mua nó? Thì camera sẽ là cái thứ mà mình muốn nói đến nhiều nhất trong video ngày hôm nay. Ok, bắt đầu ngay sau intro nha. Và bởi vì Huawei không còn bán điện thoại ở Việt Nam nữa, thế nên đừng có ông nào bảo tôi lại ăn tiền Huawei cái thứ này nọ lọ chai các kiểu. Trong video này tôi sẽ chê rất là nhiều thứ thôi. Tôi ăn tiền Huawei. Bởi vì sao? Bởi vì 18 triệu, 20 triệu cho con này thì các bạn cứ táng luôn mấy con Samsung Galaxy như mình vừa nói, hay là mua luôn mấy con iPhone về dùng cho đỡ nhức đầu. Đường link tại Huawei thì mình sẽ để phím dưới và các bạn có thể tham khảo những sản phẩm giá rất tốt đang có mặt tại đây. Và đừng quên rất nhiều chương trình khuyến mãi đang có mặt ở đây nữa nhé. Quay trở lại với chiếc điện thoại này thì các bạn nhìn khoảng mặt trước đi. Đẹp không? Nó rất mỏng và có thể nói là mỏng đều cả bốn cạnh. Thế nhưng mà cái góc cong chỗ này nó hơi nhiều. Cái kiểu cong này thì nó khá giống với cái kiểu cong của mấy con Galaxy dòng S trước đây, cụ thể là S Ultra ấy. Chứ còn S thông thường thì nó lại không cong. Ví dụ như S23, S23 Plus màn hình nó phẳng mà không cong. Và mình là một thằng thích thiết kế kiểu vuông vức kiểu như thế này hơn này. Đấy. Thế nên nhìn con S23 Ultra mình vẫn thấy có một chút gì đấy nó hấp dẫn hơn. Nhưng cái hay đó là phần mặt lưng. Cái cụm camera của chúng ta thì quá to. Nó to kinh khủng to luôn. Và cái phiên bản mình đang có ở đây, phiên bản mặt lưng màu trắng trắng ấy, thì nó như kiểu là cái khảm đá ấy các bạn. Nhìn họa tiết rất là đẹp và ấn tượng. Nói chung thì đây là một cái làn gió mới, một cái kiểu thiết kế mặt lưng nhìn nó cũng gọi là trendy bên Trung Quốc. Và là cơ bản thì nó thuộc dạng là rất ok để chúng ta sử dụng hàng ngày. Và đấy, các bạn thấy không? Cầm trên tay rất là sướng. Thì đó là về mặt thiết kế nhé, trải nghiệm của nó sử dụng thì cơ bản là nó tốt. Đi vào thì phía bên trong thì những cái trải nghiệm liên quan đến màn hình các thứ thì lúc nào cũng là đỉnh chóp. Hay là cái độ mượt của nó thì cũng thực sự rất là ấn tượng. Con này chạy Qualcomm Snapdragon 8 cộng Gen 1 và tổng thể thì nó cũng mang lại một cái hiệu suất cực kỳ tốt, độ mượt các thứ thì rất là ok. Tuy nhiên thì cái vấn đề gọi là delay các thứ thì nó vẫn sẽ có nha các bạn nha. Đó là một chuyện các bạn cũng sẽ phải chấp nhận mà thôi. Bởi vì này không phải chạy 2 Silicon Kirin nữa các bạn ạ. Huawei đã bắt buộc phải mua chip đến từ Qualcomm, mà thậm chí còn phải mua cái phiên bản của cắt bỏ đi cái 5G rồi. Bởi vì các bạn cũng biết cái lệnh cấm nó như thế nào rồi mà. Và Huawei hiện tại đang không tự chủ được cái việc sản xuất chip 2 Silicon Kirin. Vậy nên là khi mà dùng sang một cái nền tảng khác chạy Qualcomm Snapdragon thì mình có cảm giác là nó không thực sự ngon và khó cái phản hồi. Nó nhanh giống như trước đây dùng cái phiên bản 2 Silicon Kirin. Nhưng mà nó cũng không phải là một vấn đề gì quá gây gớm đâu. Đi vào đến phía bên trong thì phần mềm nó đương nhiên chạy Harmony OS và cụ thể ở đây phiên bản đấy là 3.1. Cơ bản thì nó rất là mượt mà, trơn tru. Và bởi vì cái phiên bản này chạy ROM nội địa Trung Quốc, thế nên là cũng sẽ có một vài những cái nó vẫn còn linh linh dính dính mà. Ví dụ mà cái của Trung Quốc này, AI search tìm kiếm các thứ này. Giờ mình sẽ nói về những cái khác đi. Đó là cái camera. Khi mà cái lần mà mình giơ cái điện thoại này lên và mình chụp thử thì một vài tấm hình đầu tiên nó khiến cho mình nó bị hơi sốc nhẹ một tí. Mình bảo what the hell, đây là hình chụp từ điện thoại ư? Các bạn còn nhớ con P30 Pro thì mình nói về cái việc nó giữ chi tiết cực kỳ ấn tượng. Thì con Huawei P60 Pro này dùng cái camera 3.5x nó còn mang lại cái sự gì đấy nó bá đạo, kinh khủng hơn. Đây các bạn nhìn cái bề mặt nhám nhám trên cái keycap của cái bàn phím của mình này, nó lên cho bằng hết. Và cái môi trường này không phải là môi trường thực sự là đủ sáng cho lắm. Hay là các bạn nhìn những cái gân trên cái sợi cáp, nó lên cho bằng hết như thế này. Mà nó có tính năng chụp macro bằng cái ống 3.5x. Vậy nên đối với những người chủ hình sản phẩm như mình là mình cực kỳ thích. Và các bạn nhìn cái dot đằng sau nó xóa này. Ui, đây là hình chụp từ điện thoại đấy các bạn ạ. Hay đây, một cái tấm khác, nó thể hiện những cái chi tiết trên cái mút của cái micro cực kỳ ấn tượng. Mà cái khu vực chỗ này nó là ánh sáng không hắt đến, tức là ánh sáng nó bị thiếu, mà Huawei vẫn cân bằng lại nó một cách cực kỳ là tốt. Hay nhìn sang cái tấm này đi, các bạn nhìn những cái vân vân trên cái tay của mình, trên cái ngón tay của mình, những cái chi tiết trên cái đầu móng tay của mình, nó lên cho bằng hết luôn. Và các bạn thấy cái chi tiết nó thuộc dạng là kinh khủng chưa, nó nhiều chưa. Còn dot đằng sau xóa mờ các thứ nhìn rất đẹp và ảo diệu. Đây là một cái tấm khác khi mà mình chụp một bạn trong team mình, tất cả những cái vết nhăn, lông mi, lông mày, chi tiết lên được bằng hết. Và cái dot đằng sau xóa vật lý
rất đẹp và ấn tượng. Rồi một vài những cái tấm hình khác khi mà mình chụp rất nhiều kiểu, ví dụ chụp tấm hình này, các bạn nhìn cái mặt đồng hồ của mình, cái dòng chữ Christian Vincent này lên nó nét mà nó không hề bị cái kiểu đấy, là nó cố gắng nâng cái độ nét lên mà nó nhìn rất tự nhiên. Và đây là một trong những điều mình thực sự cực kỳ ấn tượng, bởi vì cái cảm biến cũng như là cái thuật toán xử lý này thì Huawei rõ ràng làm quá tốt trên cái điện thoại này. Đương nhiên là với cái camera chính của chúng ta thì nó quá xuất sắc rồi, và cái camera chính thì cho dù các bạn chụp trong những môi trường thiếu sáng nó cũng vẫn mang lại trải nghiệm thực sự là cực kỳ ok. Ống kính gốc siêu rộng thì mình cũng không thực sự đánh giá quá cao, tuy rằng là nó vẫn mang lại chất lượng tốt, có thể nói là cực kỳ đủ, rất ngon để mà các bạn đi chơi chụp hình góc siêu rộng với nhau cũng rất là vui vẻ, và các bạn cũng có thể tham khảo. Có một điều mà cũng không có nhiều chiếc điện thoại hiện tại có thể làm được, đó là cái tính năng tùy chỉnh cái khẩu độ. Thì các bạn có thể thấy chúng ta có mốc F1.4 này, F1.6 này, rồi kéo tối đa lên F4. Và các bạn để thấy thì chúng ta kéo từng nấc khác nhau, các bạn thấy chưa? Chứ không phải là nó chỉ có khoảng 2 nấc giống như một vài những chiếc điện thoại các bạn đã quen thấy. Và khi chúng ta thay đổi cái khẩu độ đó thì cái lá khẩu độ trên cái cụm camera này nó thay đổi liên tục theo. Và mình nhận ra một điều, đây là cái khẩu độ vật lý chứ không phải là khẩu độ giả lập, và nó sẽ áp dụng với cái camera chính thôi các bạn nhé. Đương nhiên với một cái điện thoại như thế này thì cái yếu tố khẩu độ như vậy, không biết các bạn nghĩ sao, nhưng mà đối với bản thân mình thì nó cũng không phải một thứ gì đấy nó quá wow. Tại vì quan trọng nhất là cái thuật toán xử lý cũng như là cái thuật toán chồng hình của các hãng làm mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận được đây cũng là một cái bước tiến nó thực sự là cực kỳ ấn tượng về camera phone. Và như thế chắc chắn cái điện thoại của chúng ta sẽ chụp trong nhiều môi trường được ấn tượng hơn. Máy thì có viên pin dung lượng là 4815 mAh. Và với nhu cầu của mình thì có game một chút xíu, thì như hôm qua mình on screen được 4 tiếng thì pin nó còn khoảng hơn 30%. Thì cá nhân mình đánh giá là nếu như dùng hết pin thì chắc on screen cỡ khoảng tầm 6 tiếng, loay quay hơn 6 tiếng. Thì nó cũng tương đương với những con máy đang chạy Qualcomm Snapdragon 8 cộng Gen 1 thời điểm hiện tại rồi. Sạc nhanh thì là 88W. Và cơ bản thì mình thấy nó cũng đủ nhanh. Được cái là con này cũng có vân tay nhúng bên trong màn hình, nhưng mà vị trí đặt hơi thấp. Loa ngoài thì cực kỳ là hay, to, có độ trầm ấm nhất định. Và rõ ràng cái loa ngoài này nếu để các bạn trải nghiệm phim hay trải nghiệm game thì mình nghĩ nó là thực sự rất là ok rồi. Nó cũng có cái mắt thần hồng ngoại để mà điều khiển những thiết bị ngoại vi trong gia đình, hay thậm chí cho dù là máy thị trường Trung Quốc này, nhưng chúng ta vẫn có đầy đủ tiếng Việt sử dụng ở Việt Nam rất ok. Nói chung đó là những cái thứ liên quan đến về mặt phần cứng và về mặt trải nghiệm cũng như về mặt camera. Thế nhưng mà có một trong những cái quan trọng nhất, đó là vấn đề liên quan đến cái Google. Thì nói thẳng luôn ra là máy của mình đã cài Google xong rồi. Và cài Google xong thì mình dùng một cách rất là bình thường, không vấn đề gì nhiều cả. Thậm chí add vài cái tài khoản Google vào đây cũng cứ là ok. Nhưng bây giờ các bạn muốn add thêm tài khoản mới vào, không được. Bây giờ các bạn mà vô tình bị lock out cái tài khoản này ra, add lại, không được. Và nói chung các bạn sẽ fix những cái tài khoản như thế vào đây. Và nói thật luôn với các người anh em là khi mà cài Google như thế này này thì mình phải nhờ dịch vụ mình cài, tốn thêm khoảng 100.000 nữa, cài từ xa, nó rất là lằng nhằng, mệt mỏi thực sự. Thậm chí cài Google xong nó còn bị mất cái thông báo cơ, nó không nhảy thông báo luôn các bạn nhá, nhảy thông báo mít thông báo mầm luôn. Nhưng mà sau khi fix cả cái vụ thông báo thì thông báo cũng đã nhận một cách khá là ok, và nó cũng vẫn hiển thị mọi thứ đầy đủ ở đây. Tóm lại, cái này thì ok hay là không? Nó sẽ rất ok nếu như các bạn không ở Việt Nam, và cụ thể nếu như các bạn ở Trung Quốc thì dùng Huawei phê lắm. Nhưng mà ở Việt Nam thì rõ ràng cái yếu tố liên quan đến cái Google nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn. Nhưng mà không thể phủ nhận được những cái sự hấp dẫn khác nó mang đến: thiết kế phần cứng, màn hình, đặc biệt hệ thống camera quá ấn tượng. Đối với bản thân mình đây là một cái máy phụ. Mình đã có những cái máy khác là máy chính rồi, S23 Ultra. Mình đã có iPhone để mà xử lý những công việc liên quan đến social. Thế thì cái này nó chỉ đơn giản là một cái máy để mà mình đổi gió, để mình chụp hình, để mình nghe nhạc. Thì cơ bản nó vẫn đáp ứng được tốt những cái thứ mà mình cần, và mình không yêu cầu nó quá cao ở những cái mặt khác. Và đương nhiên bỏ ra tới khoảng gần 20 triệu cho một chiếc điện thoại để dùng trải nghiệm thì mình tin chắc là không phải ai cũng sẽ muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Thế nên ăn chắc mặc bền thì các bạn cứ mua những cái máy khác tại Việt Nam nó sẽ ok hơn. Nhưng Huawei nó vẫn có giá trị riêng, và nó vẫn sẽ có một cái tệp khách hàng riêng. Quan trọng bạn có phải là cái tệp đấy hay không mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.